Sáng nay, thì Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc lễ hội trái cây Hà Nội năm 2022 nhằm hưởng ứng sự kiện chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2022, đồng thời kết nối tiêu thụ các sản phẩm hoa quả, nông sản, đặc sản từ vùng miền đến với người dân thủ đô, góp phần đảm bảo cung cầu trái cây nông sản phục vụ nhu cầu người dân, đặc biệt là trong dịp cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Chương trình được tổ chức tại Công viên Thống Nhất, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Lễ hội trái cây thành phố Hà Nội năm 2022 diễn ra đến hết ngày 10 tháng 10. Sự kiện được tổ chức lần này góp phần hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh của người nông dân, cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19. Lễ hội trái cây năm nay với quy mô 6.000 m², gần 100 gian hàng được phân thành 6 khu vực trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng của 6 vùng miền trên cả nước. Các sản phẩm trái cây, nông sản tham gia trong chương trình đều có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý rõ ràng, bảo đảm chất lượng. Ngay trong ngày khai mạc đầu tiên, lễ hội đã thu hút được sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng thủ đô. Mình cảm thấy nó tươi, cuống, hoặc là cái mã của nó đẹp, hoặc là trông nó sạch. Mình cũng phải quan tâm các cái xuất xứ. Thế còn nhiều khi là mình mua ở các cái cửa hàng này là nó đều có xuất xứ, là mình cũng có thể tin tưởng. Tham gia tại lễ hội lần này, ngoài các sản phẩm trái cây tươi đặc sản đến từ mọi miền Tổ quốc, các mặt hàng hoa quả sau chế biến với nhiều chủng loại, mẫu mã đa dạng, phong phú cũng được các địa phương giới thiệu và trưng bày trong khuôn viên lễ hội. Qua khảo sát, nhu cầu tiêu dùng mặt hàng trái cây trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 52.000 tấn trên một tháng. Trong khi đó, nguồn cung của thành phố mới chỉ đáp ứng khoảng 35% nhu cầu. Sự kiện được tổ chức lần này là cầu nối cung cầu hiệu quả cho người sản xuất trực tiếp với người tiêu dùng. Thành phố Hà Nội thì đang triển khai cái đề án quản lý và tăng cường các cái cửa hàng trái cây ở trên địa bàn. Hiện nay chúng tôi đang triển khai đề án có trên 1.000 cửa hàng đang tham gia chương trình và được cấp biển nhận diện trái cây an toàn. Trái cây của thành phố Hà Nội thì sản xuất ra mới đáp ứng được có 35% nhu cầu của người dân. Do đó là phải kết nối các cái trái cây của các cái tỉnh thành phố về và một số những cái trái cây nhập khẩu để đáp ứng được cân đối cung cầu, cái nhu cầu mặt hàng trái cây ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại các sự kiện, các doanh nghiệp Hà Nội đã ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp tác, khai thác trái cây nông sản địa phương về thị trường Hà Nội. Kết quả đã kết nối tiêu thụ trên 250.000 tấn hàng hóa, trong đó có khoảng 100.000 tấn trái cây. Trong thời gian tới, Sở Công Thương Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai đồng bộ các giải pháp về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong thành phố Hà Nội, triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương theo phân công, phân cấp quản lý, tăng cường các hoạt động kết nối, giao thương, liên kết vùng, giúp người tiêu dùng thủ đô có nhiều lựa chọn đa dạng trong tiêu dùng với các sản phẩm an toàn, chất lượng, giá cả hợp lý.